Một lần nữa xin mời tất cả quý đi trưởng, quý chiến hữu mặc quân phục, xin mời lên hội trường quân nhân. Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali là một tổ chức quy tụ trên 18 hội đoàn quân đội. Chúng tôi sinh hoạt trong tình huynh đệ chí binh, sống chết có nhau. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi đọc văn thư của Liên hội cựu quân nhân, đó là một câu danh ngôn: con chim kích động nhất đó là con chim sống lớn lên rồi y ngay trên tổ của mình. Sau đây là văn thư của Liên hội cựu quân nhân Cộng hòa Bắc Cali về việc chống bãi nhiệm các dân cử hợp pháp. Chiếu nội quy của Liên hội điều 6 khoảng A, khoảng B và khoảng C, căn cứ theo tinh thần của buổi họp ngày 1 tháng 3 năm 2020, thị trưởng xét rằng thị trưởng Tạ Đức Chí, nghị viên Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn đã được công dân Hoa Kỳ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt bầu vào các chức vụ công quyền của thành phố Westminster hoàn toàn hợp pháp, sẽ tiến trình phục vụ công ích xây dựng cộng đồng, chống tàu cộng lẫn Việt Cộng xâm nhập. Thì thị trưởng Tạ Đức Chí, nghị viên Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn phục vụ đắc lực cư dân và cử tri của họ. Việc chống tàu cộng, chống Việt Cộng đã gây trở ngại lớn cho ông Hoàng Kiều thực hiện những mưu đồ bất chính. Dù ông Hoàng Kiều tự nhận là một quân nhân Việt Nam Cộng hòa chống cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, thế nhưng vì tiền ông kết thân với giặc cộng, quay lại mạt sát những người cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Đó là những người ít nhiều trong chiến tranh đã bảo bọc ông để ông có thể làm giàu tới ngày nay. Cây dầu ông Hoàng Kiều dùng tiền mua chuộc sắc tộc bái nghiệp các vị dân cử hợp pháp nêu trên là chống lại cư dân của thành phố Westminster, chỉ làm lợi cho tàu cộng và Việt Cộng. Vì tôn trọng lẽ phải, bảo vệ danh dự của người quân nhân Việt Nam Cộng hòa, không chấp nhận cộng sản, Liên hội cựu quân nhân Bắc Cali cực lực chống lại việc bãi nhiệm. Một, phản đối lên án ông Hoàng Kiều đã dùng tiền mua quan bán chức gây xào xáo trong cộng đồng người Việt gốc, trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thứ hai, hỗ trợ thị trưởng Tạ Đức Chí, nghị viên Kimberly Nguyễn và Charlie Kimberly Hồ
và cha Linh Nguyễn là những vị dân chủ hợp pháp CUJ ngày 2 tháng 3 năm 2020 thay mặt Liên hội Cựu quân nhân Bắc Cali, Tổng thư ký Lê Đình Thọ thân ký một lần nữa Đá đáo Hoàng Kiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được kính mời thị trưởng Thả Đức Trí anh lên đây để mà nghe cái thư của câu lạc bộ truyền thông báo chí. Và kính thưa quý vị, trong cái sự việc mà ngày hôm nay thì câu lạc bộ truyền thông báo chí Bắc Cali đã có một cái văn thư như thế này. Thưa quý vị, kính gửi quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý hội đoàn đoàn thể người Việt tị nạn cộng sản, quý đồng hương Việt Nam, chiếu quyết định của ban chấp hành câu lạc bộ truyền thông báo chí Bắc Cali, chúng tôi có nhận định: một, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản, không chấp nhận chế độ cộng sản. Hai, đời sống của người Việt tại Hoa Kỳ đã ổn định sau 45 năm định cư, mọi người được sống bình an, hội nhập và tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Ba, nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam hiện nay luôn khuấy động sự an cư lạc nghiệp của người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn để gây xáo trộn cuộc sống của cộng đồng. Gần đây, họ đã lợi dụng sự tự do ngôn luận để dấy lên một làn sóng chống đối các vị dân cử gốc Việt trong các cơ chế chính quyền. Các thế lực đen tối lợi dụng sự mâu thuẫn giữa cá nhân, dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc những người dễ tin, tạo nên một cuộc bầu cử trút phế những vị dân cử được dân bầu là thị trưởng Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kim Ly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn đã làm hao tốn công quỹ. Do đó, chúng tôi kêu gọi sự sáng suốt của quý vị cử tri tại quận Cam, thành phố Washington đi bầu thật đông và bầu đúng nhằm bảo vệ tiếng nói của cộng đồng người Việt trong chính trường Hoa Kỳ. Là phiếu của quý vị là viên gạch xây dựng cộng đồng vững mạnh, bảo vệ tiếng nói của chúng ta, bảo vệ tương lai cho các thế hệ sau. Làm sinh hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2020, ký giả Lê Bình, chủ tịch câu lạc bộ, ký giả Duy Văn, phó chủ tịch nội bộ, phóng viên Đình Vinh, phó chủ tịch ngoại bộ, phóng viên Nghe Lữ, phụ tá chủ tịch đặc trách tin Việt Nam, phóng viên Cao Ly Sâm, ủy viên tin cộng đồng, xứng ngôn viên hoàng thưởng, ủy viên nghi lễ và liên lạc hội đoàn. Thưa quý vị, thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được phép thay mặt phó thị trưởng Kim Ly Hồ cùng nghị viên Charlie Chiến Nguyện xin cảm ơn hội cựu chiến sĩ miền Bắc California cũng như câu lạc bộ báo chí đã mạnh dạn đưa ra thông điệp để ủng hộ cho chúng tôi. Kính thưa tất cả quý vị, phó thị trưởng Kimberly Hồ cũng tất cả quý vị cũng biết khá rõ bà là ái nữ của đại tá Hồ Sĩ Khải, cũng là một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, và bà cũng có thương vụ ở trên San Jose, cũng đóng góp vào sự phát triển của tập thể người Việt tại San Jose, cũng như thương vụ bà cũng như những sinh hoạt đóng góp của bà tại miền Nam California cũng hình thành sự phát triển trong 2-3 thập niên vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Xin được thị trưởng Vua Lào Cầm một trang xin quý vị chúng tôi chào đón vị khách đặc biệt là người chủ ở nhà. Xin mời ông anh Bình, xin mời anh Bình mời lên đây. Đây anh Bình,
Quý cho một phát tay đây là chủ nhà vừa trẻ vừa giỏi vừa có tấm lòng. Anh Bình sẽ mua hai chai rượu tượng trưng từ chai rượu đến đây. Anh lên đây. Anh Bình tạm biệt. Cảm ơn quý vị và anh Bình. Xin mở cảm ơn tất cả quý đồng hương đã ủng hộ cho nhà hàng trong thời gian qua. Và khi mà nghe anh Tâm nói về cái buổi tiệc ngày hôm nay đó, thì chúng tôi đã 200% ủng hộ và dành lòng từ buổi sáng cho tất cả. Dẫu là phòng nhỏ hay phòng lớn như anh Thiện nói hồi lúc đầu, thì chúng tôi cũng sẽ sắp xếp cho xong để mà chúng ta có được một buổi tiệc cùng chia sẻ những cảm xúc của những người Việt tị nạn cộng sản đối với những gì đang xảy ra tại miền Nam Cali. Và cũng mong anh Tại Đức Trí cũng như là những người trẻ như chúng tôi cùng tuổi với nhau thì cũng sẽ là một cái điều gì đó hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam ở miền Nam nói chung và các nơi đối với người Việt tị nạn cộng sản. Ông là chị, tôi muốn thưa với quý vị là thứ nhất là tôi thấy rất là ngạc nhiên đông đảo mọi người tham dự ngày hôm nay. Một lời khen đặc biệt cho ban tổ chức. Và đặc biệt tôi nhận xét là từ vậy chứ San Jose rất là hiểu biết Mark Winter, cho nên quý vị đã đáp ứng một cách đông đảo ngày hôm nay. Này cậu, tôi thấy cậu tôi thấy trường lắm ấy nha, được lắm ấy. Tôi cũng xin thưa với quý vị là buổi sáng hôm nay đó, đài phát thanh nói rằng là mấy ông già đừng có đi ra ngoài, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rất là nhiều bạn già của chúng tôi không có quản ngại nguy hiểm mà đến đây vì tình với Westminster. Đặc biệt là ông già của tôi là ông Tứ Bình hàng xóm, ông lại còn đến đây trước tôi. Và tôi cũng xin thưa với quý vị, đây là cái lời tâm huyết đến đây vì tình với Westminster, nhưng mà rất là bỏ công. Ba diễn giả lúc nãy nói tôi thấy rất là thấm. Ba người nói hùng hồn mà chưa tới là đánh trí, nhưng mà tất cả những lời nói của ba vị tôi thưa với quý vị rất là thuyết phục. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cũng thưa với quý vị là khi nói tới người Việt, cộng đồng người Việt là phải nói tới cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Mà nói tới người Việt ở Hoa Kỳ là phải nói tới Cali. Mà nói tới Cali là phải nói tới Nam Bắc và miền Nam. Chúng ta có Red Peter, có Exit, Little Sài Gòn, có đầy đủ những thứ mà thị trưởng Trí đã nói lúc nãy đến giờ. Chúng tôi rất là hài lòng. Và tôi thưa với quý vị là các đồng bào của chúng ta ở bốn phương mỗi lần Tết về đó, thì tôi hỏi là có đến thăm San Jose không, thì họ nói là nếu mà chúng tôi xuống dưới kia xong có gì giờ mới đi xe đò đến đây. Thành ra Westminster vẫn là số 1. Chúng tôi luôn luôn từ San Jose phải ngó vào thành phố Westminster nhỏ bé nhưng đúng là thủ đô tinh thần của người Việt. Và thủ đô tinh thần của người Việt mà bị đau thương là San Jose phải khóc hận. Thưa với quý vị, khi mà một thủ đô nhỏ bé Westminster mà có tới 3-4 nghị viên, đó là một thành tích rất là xứng đáng được chiêm ngưỡng và không thể bị đánh đổ. Và bây giờ mà Westminster mà bị đánh đổ là San Jose phải thương hiếu khóc hận, phải làm tất cả mọi thứ. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta đã mất Hoàng Sa, chúng ta đã mất Trường Sa, chúng ta không thể mất Bôn Sa. Bôn Sa phải giữ lại Bôn Sa và một ngày nào đó lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa tính sau. Thưa quý vị là tôi
ông Bình thôi. Tôi đã là 86 tuổi. 86 tuổi. Người ta nói rằng là 70 tuổi nữa là gọi là đạt tiền rồi. Nhưng mà 80 tuổi là sắp ra đi. Nhưng mà chúng tôi sẽ còn ở lại để ở lại bãi đêm hôm sau hết thứ tư. Ba vị khách và thưa tới anh chị, ba vị khách của Westminster lên đây, tôi thấy đã chinh phục được chúng ta và không cần được hỏi han thêm nữa. Chúng ta nhất quyết là phải vì Westminster. Westminster là lính đất Sài Gòn đầu tiên và sẽ là mãi mãi là thủ đô tinh thần. Và đặc biệt Nam Bắc Cali một lòng, chúng ta sẽ phải giữ vững lại được tất cả những bạn của chúng ta để mà mãi mãi sẽ còn Nam Bắc một nhà, đoàn kết chặt chẽ. Và tôi thưa với quý vị là chúng ta sẽ cùng nhau xuống Westminster để ăn mừng trong ngày chiến thắng. Bosa phải ở lại với chúng ta. Xin rất kính chào toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cựu trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mộng Hùng sẽ có vài lời đến với chúng ta sau đây. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý kiến hữu, kính thưa thị trưởng Tạ Đức Trí và phái đoàn hiện nay, tôi xin tự giới thiệu, tôi là trung tá Nguyễn Mộng Hùng thuộc binh chủng Dâu. Hôm nay được ban tổ chức cho ít phút để nói với quý vị, vì tôi với lại bố vợ của thị trưởng Tạ Đức Trí là bạn rất thân, bạn trong ngủ. Tôi sẽ kể sau. Nhưng trước khi thì thưa luật sư Nguyễn Quốc Lân bảo mật, ông vừa mới nói rằng là tất cả những người ngồi đây sẽ bị kiện. Thưa quý vị, Hoàng Kiều không thể nào lấy được hết tất cả tên tuổi cũng như địa chỉ của những người ngồi đây. Duy chỉ có cá nhân tôi là Hoàng Kiều có đầy đủ số phone, địa chỉ cũng như tên tuổi, là vì tôi đã chốt nhận của Hoàng Kiều 4 chất rượu và quốc kỳ tiểu đường. Thì thưa quý vị, cái vụ này thì Trần Nhật Phong ở đây lên trước nhiều, cũng như anh cái Năm Quan ở đây cũng lên trước nhiều. Thì thưa quý vị, tôi là một bệnh tiểu đường nặng, rất nặng, có thể đứng đây nhưng mà mai chết rồi. Thì thưa quý vị, đã thế là cái lúc trước ở trong quân ngũ thì bị thương 3 lần, thành ra chân cẳng lúc này đi đứng nó hơi khó, quý vị thông cảm. Riêng với Hoàng Kiều dọa thì tôi lại nói với quý vị rằng tôi thách thức Hoàng Kiều kiện tôi. Vì có kiện cũng chỉ kiện của khoai mà thôi. Và tôi xin nói để quý vị ở miền Nam cũng như quý vị ở đây rõ, Hoàng Kiều không phải là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hoàng Kiều chỉ là lực lượng GIDG của Mỹ mà thôi. Do đó tôi thấy rất nhiều comment ở miền Nam nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa sai. Thì nói về vấn đề và Hoàng Kiều có thể nói được làm lũng đoạn hay là đang sử dụng sách lược của Cộng sản để làm tan nát cái khối mà gọi rằng là người Việt tị nạn mà đang có mặt mấy triệu người ở đất Mỹ đây. Mà đó, nếu đất Mỹ này thành công thì sẽ là thế giới thành công. Do đó
cả anh em tị nạn, tất cả những người quốc gia Việt Nam Cộng Hòa phải có những cái nhìn sắc bén, có cái nhìn thật là tuyệt vời để mà tránh những tên mà rồi bỏ đó. Những con người mà sử dụng đồng tiền để bán cho linh hồn cho quỷ thì tôi phải nói rằng là tôi không có cái câu gì để mà nói nhiều nữa, là vì nói sâu mấy cái thở nói, mấy cái ông luật sư nói năm thì quá hay, là đầu rồi rồi ông Lộc, ông Lê Quỳ làm lại cây nói của San Jose nữa. Thành ra đâm ra tôi cũng bị lâu cũng đi. Nhưng có một chuyện là thế này, thưa quý vị, bố vợ của ông thị trưởng Đà Đức Chí mà tôi biết lâu rồi, mà cách đây 8-9 năm thì chính ông Đoàn Trọng Cảo cũng đã lên trên này để tham dự cái buổi mà gọi là chỉ có đồng kiến toàn Hoa Kỳ, mà anh em tôi đã gặp nhau. Và phải nói rằng là lời gì mà không được vui lòng với vị chính quý vị tha thứ. Xin mời chúng ta cùng nhau nghe lời phát biểu của ông Vũ Anh Trưởng. Xin mời ông Vũ Anh Trưởng. Xin mời ông Vũ Anh Trưởng. Ông Trưởng An có lời phát biểu rất là xúc tích, phán tách, đầy đủ ý nghĩa và tình cảm, và một cách rất là duyên dáng. Quý cho ra phó tay mời ông Vũ Anh Trưởng. Xin cảm ơn ban tổ chức. Phòng tuyến Westminster bền vững mỗi năm. Phòng tuyến Westminster bền vững mỗi năm. Kính thưa quý vị, không phải là ngày hôm nay chúng tôi mới đến đây để tham dự cái buổi ủng hộ cho tất cả những anh em dân cử ở Nam Cali, mà phải nói rằng là cộng đồng Bắc Cali của chúng ta đã đầu tiên xuống Nam Cali để ủng hộ anh em. Trong khi đó, tất cả ở dưới các hội đoàn ở dưới Nam Cali chưa một ai dám lên tiếng để ủng hộ cho anh em dân cử ở dưới Nam Cali. Điều đó có đúng không, thị trưởng Tạ Đức Chí? Chúng tôi đã xuống đó, và khi chúng tôi ra về, những cái ôm thắm thiết của thị trưởng Tạ Đức Chí, nghị viên Trần Đức Chí, làm cho anh em chúng tôi rất là cảm động. Còn ngày hôm nay chúng tôi đến đây với một tinh thần để tiếp tục ủng hộ anh em trong cái chiều hướng là chúng ta sẽ giữ vòng tuyến này cho đến ngày chúng ta trở về Việt Nam. Quý vị biết rằng khi chúng tôi xuống dưới Nam Cali để dự những cuộc họp với đông đảo của anh em ở dưới Nam Cali, thì lúc đó chúng tôi có nói chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, và ông nói rằng là xin cho ông gửi một lời để hỏi thăm tất cả những anh em, những đại biểu ở dưới Nam Cali đến họp ngày hôm đó, và với một tinh thần là ủng hộ cho tất cả những giới trẻ. Và ngày hôm nay Thiếu tướng cũng có mặt ở đây. Xin cảm ơn Thiếu tướng và cảm ơn tất cả quý vị điều đó. Xin cảm ơn các ngày chương trình rất hay. Quý vị nghe là phát biểu rồi, quý vị nghe như là thông tin rồi, và nay quý vị nhiều người yêu cầu, rất nhiều người yêu cầu nghe được lời phát biểu của một người này. Quý vị biết ai không? Xin mời quý vị chuẩn bị chào đón Trần Nhật Phong. Vâng, anh này tôi nghĩ riêng Nguyễn Đông rất là nhiều. Mến chào tất cả mọi người. Từ nãy giờ đó thì các bác, các chú đã nói hết rồi, nhất là chú Bác Hùng. Bác Hùng là Phong được biết Bác Hùng trong cái YouTube của Phong, khi mà bác Phạm Đình Cung kể về câu chuyện mà ám sát đại tá Phạm Đình Thảo, thì bác Hùng Sườn có nói chuyện riêng với Phong về vụ này. Nếu mà cái việc nào mình biết cái vụ đó thì họ bác. Tuy nhiên, từ nãy giờ anh em đã nói hết rồi, có một điều khán giả và tất cả quý vị ở San Jose chưa biết được ở thành phố Westminster của chúng tôi. Ở đây có luật sư Trần Thái Bằng. Từ năm 1987, chúng ta qua trường luật sư Trần Thái Bằng, lúc đó làm việc cho ông dân biểu Bob Donnan, lúc đó đã vận động cho cái bản Welcome to Little Sài Gòn ngay trên freeway và ngay trên cái đại lộ Bonsa. Thì quý vị,
từ lúc mà Trần Thái Văn vận động cái chữ của em con tôi đi đến Sài Gòn cho tới lúc mà thị trưởng Tạ Đức Trí đặt tên đường Trần Hưng Đạo trên bonsai, một cái quá trình rất dài gây dựng của cái cộng đồng của chúng ta ở Nam Cali. Từ lúc mà Trần Thái Văn phải đi gõ cửa bóp đô nâng, năn nỉ ông thống đốc, năn nỉ ông thị trưởng, để rồi ngày hôm nay chúng ta có những tiếng nói Trí là thị trưởng của thành phố Westminster, thị trưởng đầu tiên của thành phố Westminster, Trần Thái Văn là dân biểu đầu tiên của người Việt chúng ta tại California. Cái quá trình đó là một cái quá trình rất lâu dài, một cái nền tảng mà chúng ta xây dựng cả cái cộng đồng chúng ta 45 năm nay, chứ không phải chỉ có một sớm một ngày. Bây giờ cho dù Hoàng Kiều không còn đủ 3 tỷ đô la, bây giờ gia tài ông còn khoảng 300 triệu thôi, nhưng mà ông thí cả gia tài của ông cũng không thể lật được cái foundation của cộng đồng chúng ta 45 năm. Tôi nói là Hoàng Kiều có thật, vì mặc dù tôi đang trong đơn kiện của Hoàng Kiều đây, cái đơn kiện của tôi với Hoàng Kiều suốt một năm nay là dày bằng cái loa này rồi, chưa xử xong. Mà hôm nay Hoàng Kiều gọi chuyện tất cả những người ở đây thì tôi nghe tôi tức cười. Nhưng cái điều tôi muốn nói với quý vị, Westminster chúng tôi ngày xưa nó là gì? Nó là cái vườn cam, nó là cái bãi cát, nó là cái vườn dâu. Hôm nay quý vị xuống Westminster, quý vị nhìn thấy những tòa building, quý vị thấy những cơ sở thương mại sầm uất. Ai cho chúng ta? Không có ai cho hết. Xương máu của chúng ta đổ ở trên đó. Và chúng ta đã vận động, ngày xưa chúng ta phải đi gõ cửa từng ông nghị viên, ngày hôm nay Mỹ Trắng phải đi gõ cửa xin chúng ta. Bây giờ ai đủ tư cách lật được cái foundation này, quý vị nói tôi nghe. Bây giờ nó phải đến cái gõ cửa của ông Tyler Diệp Minh Trường, nó tới phải gõ cửa của ông Tạ Đức Trí, nó muốn xây thêm cái nhà, nó cũng phải gõ cửa đó, nó nhờ giúp đỡ. Ngày xưa 40 năm trước chúng ta ở vị trí đó, hôm nay thay chủ đổi cấp, chúng ta làm chủ mảnh đất Westminster. Không ai có thể lật được cái foundation này, không những là ở dưới đó mà ngay cả trên San Jose này. 40 năm trước làm gì có Việt Nam Town, làm gì có cái khu Westminster. Lúc đó ông Tư Triều Thành làm gì? Đi chuyển ăn phim bộ đúng không ạ? Chúng ta chưa có. Hôm nay tôi đi từ đường Julie tới đường Story, xuống tới Capitol, tất cả đều là Việt Nam hết. Cái xương máu đó chúng ta đổ ra 45 năm rồi, không phải bây giờ. Do đó, hôm nay cái bữa tiệc này không phải chúng ta chỉ ủng hộ riêng cho thị trưởng Tạ Đức Trí, mà chính chúng ta ủng hộ cho chúng ta. Những gì Tạ Đức Trí làm ở đó và những gì Tạ Đức Trí sắp sửa làm là cái di sản để lại cho con cháu mày này. Lúc nãy các vị đã nghe tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, quý vị đã nghe cái tượng đài tưởng niệm các vị tướng lãnh hy sinh trong năm 1975. Quý vị đã thấy có các cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Quý vị thấy có cả tượng đài tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa. Đó là những di sản mà chúng tôi đang cố gắng làm để những tiếp trí tiếp tục làm những cái di sản này cho thế hệ mai sau biết được cái gốc gác của tụi nó ở đâu ra. Chúng ta còn quá nhiều việc làm, còn nhiều lắm. Nhưng cái lực cản này nó không cản được. Chú bác quân nhân ở dưới, họ âm thầm ủng hộ, nhưng kêu họ lên tiếng, họ không dám lên tiếng. Tôi tự hỏi, ngày xưa tôi từng lên tiếng bên những con cháu mình lại không dám. Nhưng các cô, các chú, các bác ở San Jose, nhất là Liên hội của chiến sĩ, đã cho chúng tôi tiền trưởng này. Ít nhất các chú, các bác đã lên tiếng cho con cháu của mình. Cái này làm chúng tôi cảm thấy cái sự an ủi, ít nhất chúng tôi có được cái sự ủng hộ của các bậc tiền bối của quân lực Việt Nam ngoài chúng tôi. Cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn tất cả. Không biết rằng có nhiều người, sở dĩ lên đây nói là để cho tất cả mọi người ở dưới nghe luôn, tại vì phong đánh đường bàn cũng cần thiện. Cảm ơn anh Thiện và cảm ơn luật sư Tâm, cảm ơn tất cả những anh em đã tổ chức cái bữa tiệc này. Và trước khi chia tay, cho con người cảm ơn hôm nay có gọi là Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, xin giới thiệu chú mình đứng lên cho mọi người xem. Một người tiền bối đã chúng tôi có thể cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Trả cái microphone lại cho anh Huỳnh Lương Thiện.